Chào mừng tất cả các bạn đã đến với cuộc thi Vua Đầu Bếp siêu cấp vũ trụ Cúp Thơ Nguyễn Family. Và hôm nay xin trân trọng giới thiệu, tôi chính là MC, đồng thời cũng là ban giám khảo và là đương kim Vua Đầu Bếp. Và hôm nay thì chúng tôi đã tuyển chọn ra được 3 thí sinh rất là xuất sắc. 3 thí sinh này thì đã vượt qua hàng ngàn các thí sinh khác để cùng nhau tranh tài trong cuộc thi ngày hôm nay để tìm ra được Vua Đầu Bếp kế nhiệm tôi. 3 thí sinh đó chính là: số 1, Thơ Lâm Mơ. Thí sinh số 2, Uyên Luyên Thuyền. Thí sinh thứ 3, Linh Linh Tinh. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là chế biến các món ăn, cùng nấu các món ăn ngon với chả cá Sam Jin. Chả cá thì có gì đâu mà nấu, đổi món khác đây. Giỏi thì lên đây làm giám khảo này. Lên đây làm MC luôn đi. Có muốn thi nữa không? Có. Nghiêm túc coi. Chúng tôi lựa chọn chả cá Sam Jin bởi vì nó được làm từ thịt cá trắng, có độ bóng và độ đàn hồi cao, càng ăn càng đậm vị. Đặc biệt, nó là chả cá Hàn Quốc và có rất là nhiều chất dinh dưỡng, chứa nhiều canxi, hàm lượng chất đạm cao, tốt cho sức khỏe của giám khảo. À không, tốt cho sức khỏe của mọi người. Và ở đây thì các thí sinh sẽ được tự do lựa chọn nấu món ăn mà mình thích. Nhưng mà nguyên liệu chính vẫn phải đảm bảo cho tôi, đó chính là chả cá Sam Jin. Và các thí sinh cũng được có thời gian 30 giây để lựa chọn các nguyên liệu phụ nữa. 30 giây, bắt đầu! Một màn cướp giật rất là gay cấn. Tuy nhiên chúng tôi xin lưu ý là thí sinh nào mà lấy dư đồ ăn mà không dùng tới thì sẽ bị trừ điểm. Mọi người có thể thấy, chả cá Sam Jin mà các đầu bếp sử dụng được đóng gói rất tiện lợi mà vẫn giữ được hương vị tươi ngon của cá. Đặc biệt, nó còn chứa nhiều canxi, giúp xương chắc khỏe, lại còn hỗ trợ loại bỏ cholesterol, không gây béo phì. Ngày nay, tìm được loại đồ ăn không gây hại đã khó, đằng này chả cá Sam Jin lại còn có lợi. Đúng là một loại nguyên liệu nấu ăn tuyệt vời. Xin chào đầu bếp nhí Linh Linh Tinh. Bạn có thể bật mí cho chúng tôi biết là bạn đang làm món gì được không? Món tteokbokki. Tteokbokki à? Tteokbokki thì có liên quan gì đến chả cá? Có mà. Có à? Có nghĩa là bạn sẽ dùng nguyên liệu là chả cá trong món tteokbokki này. Dạ. Rồi, cảm ơn bạn. Tiếp theo là bạn Uyên Luyên Thuyên. Bạn Uyên Luyên Thuyên thì có vẻ như là bạn ấy chỉ lấy được một chai dầu ăn, cho nên là bạn ấy quyết định là làm món chả cá chiên. Chả cá chiên. Nhưng mà hình như là đầu bếp Uyên Luyên Thuyên của chúng ta hôm nay rất là nghiệp dư. Tôi thấy là như vậy. Bởi vì dầu còn chưa sôi mà bạn ấy đã cho chả cá vào rồi. Chưa, không thấy có một ai làm như thế cả. Đôi khi đó lại là bí quyết. Không biết rằng hôm nay bạn có tự tin vào chiến thắng của mình không? Có chứ. Tại sao? Chiên chả cá cũng là một nghệ thuật, đâu phải ai cũng làm ngon. À, có nghĩa là có thể là bây giờ mình chiên chả cá mà dầu chưa sôi mình bỏ vào chiên thì mới ngon đúng không? Sai bếp. Chẳng có ai làm như thế cả, tôi là vua đầu bếp, đừng có mà qua mắt tôi. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với đầu bếp Thơ Lơ Mơ. Ui dồi ôi. Ôi, đầu bếp thôi. Đầu bếp Thơ Lơ Mơ này thì có vẻ là rất là loằng ngoằng. Đó, làm màu làm mè rất là trông có vẻ như là chuyên nghiệp lắm, nhưng mà thực ra là làm cũng không đẹp một tí nào. Chưa đẹp thôi, chút xíu nữa thì nó sẽ đẹp. Không biết là đầu bếp Thơ Lơ Mơ của chúng ta hôm nay làm món gì nhỉ? Tôi làm món chả cá phủ phô mai và bột chiên xù, chiên giòn. Wow. Đó, rất là ngon, rất là nghe hấp dẫn. Có vẻ mỹ miều nhưng mà cái tên cũng dài quá. Bây giờ nghĩ ra một cái tên thì ngắn hơn đi. Chả cá phô mai que. Chả cá phô mai que. Đó, thấy chưa? Hàn giám khảo thấy chưa? Tôi đã từng giành rất là nhiều cúp vô địch trong nấu thức ăn cho gia súc. Đây là cái gì? Nấu thức ăn cho gia súc. Cho gia súc, bây giờ đi nấu thức ăn cho người ăn. Thì cũng tương tự như vậy, nói chung là đầu bếp nào cũng được tôn vinh đúng không?
Nghe thì có vẻ là vô lý nhưng mà rất là thuyết phục. Sau khi phô mai được cho vào trong lò vi sóng để nấu nóng chảy ra thì chúng ta sẽ phủ qua chả cá như thế này. Sau đó sẽ nhúng vào bột chiên xù và đợi dầu sôi thả vào là xong. Giới thiệu với các bạn, đây là cái món phô mai mozzarella truyền thuyết. Món này thì rất là dẻo và rất là thơm. Dài, kéo được sợi rất dài. Không biết là nó kết hợp với chả cá samjin thì nó sẽ như thế nào đây. Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Tôi cũng đang rất là mong đợi. Rồi bây giờ không mất thời gian của các đầu bếp nữa thì bây giờ xin mời các đầu bếp hãy tự mình thực hiện món ăn của mình. Đầu bếp Linh Linh Tinh có thể bật mí về cách chế biến món này được không? Chế biến món này thì mình sẽ làm như thế nào? Đầu tiên là đổ nước vào, xong rồi đổ sốt, xong rồi bỏ tteokbokki và nấu thêm 15 phút. À, đầu tiên là đổ nước, đổ sốt, rồi bỏ tteokbokki và nấu thêm 15 phút. Vậy thì đã được 15 phút chưa? Chắc 15 chưa. Phút là để làm gì nhỉ? Cho nó mềm. À, để cho tteokbokki mềm đúng không? Vậy thì chả cá thì mình sẽ cho vào lúc nào? Lúc sau khi mà tteokbokki mềm đúng không? Yeah. Rồi, vậy thì còn đầu bếp Uyên Luân Thuyên của chúng ta thì chả cá của chúng ta khi nào chiên thì sẽ thành công nhỉ? 5 phút. 5 phút à? Nãy giờ thì đầu bếp đã chiên được bao nhiêu phút rồi? 3 phút. 3 phút kể cả là từ thời điểm dầu sôi hay là từ thời điểm bỏ vào? Dầu sôi. À, từ lúc dầu sôi, vậy là còn 2 phút nữa đúng không? 2 phút nữa mà không mang ra là coi chừng đấy. Đầu bếp Thơ Lơ Mơ thì có một cái cây chả cá này trông rất là giống với thanh phô mai que. Wow, và kéo sợi trông cũng rất là đẹp mắt nữa. Món ăn của đầu bếp Thơ Lơ Mơ thì có vẻ là mỹ miều, hoa mỹ nhất. Nhưng mà không biết là cái độ ngon của nó như thế nào. Bởi vì với một cục phô mai như thế này thì tôi nhìn tôi đã thấy rất là ngán. Và bây giờ sẽ là phần được mong đợi nhất của cuộc thi ngày hôm nay, đó chính là thưởng thức các món ăn. Wow, nhìn sơ qua thì các món ăn này rất là hấp dẫn và rất là thơm. Thơm lắm. Món này là món gì? Món này là món chả cá phô mai chiên. Chả cá phô mai chiên, tên lại đổi rồi. Thì mới nghĩ ra mới. Rồi ok, bây giờ tôi sẽ ăn cái món này trước. Món này hình như là có thể kéo sợi được. Wow, bây giờ chúng ta lại cùng xem nó kéo sợi như thế nào nhé. Wow. Không biết kéo sợi gì, em cứ nhìn đây. Có khác gì đâu. Vậy là vừa không đẹp mắt lại vừa thất bại trong cái việc tạo hình. Ngon không? Thấy chả cá thế làm ngon không giám khảo? Chả cá này thì ngon sẵn rồi. Để ăn cái phần chiên xem có ngon không nào. Ngon quá. Nhưng mà nếu mà chả cá được chiên ở trong cái một cái lớp bột chiên xù như này nữa thì có vẻ ngon hơn đấy. Ngon đấy. Để tôi thử ăn cái chả cá thường so với chả cá chiên xù xem. Cho 10 điểm nhá. Chả cá này lại đậm vị hơn. Wow. Chả cá chiên xù vị của nó đã bị hòa lẫn vào cái bột chiên rồi. Nên là kỳ cục. Mỗi loại chả cá đều có một cái vị ngon khác nhau. Này, sao lại tự tiện vậy, bỏ xuống. À, tôi biết phô mai của nó đi đâu rồi. Phô mai đã lẫn vào bên trong này. Trời ơi, dám khả nhìn lại đó, phô mai chảy ra bên trong. Đâu, xem nào. Thấy chưa? Ừ, đúng rồi. Làm cho cái chả cá rất là mềm. Rất là ngon, rất là thơm đúng không? Đúng rồi. Dám khả tào lao không biết gì. Chả cá này có sẵn phô mai rồi.
rồi, đây gọi là chả cá phô mai. Rồi, tiếp theo tôi sẽ ăn cái món này. Ngon thật đấy. Món này thì trông cũng khá là đặc biệt. Món này là thuần Hàn Quốc này. Chả cá Hàn Quốc lại nấu với món ăn tteokbokki của Hàn Quốc. Wow. Công nhận, cái này ngon thật. Bên trong có phô mai béo ngậy, chả cá thì giòn. Càng ăn càng đậm vị, càng ăn càng ngon. Bạn này chế biến rất là ngon. Tại vì là cái tteokbokki này hơi cay cay. Đấy, lại còn ăn với chả cá nữa. Đúng tuyệt vời. Cho 8 điểm, cho 7 điểm, cho 9 điểm. Này, ngồi vào đây làm giám khảo luôn. Ừ, thôi ta. Thôi giám khảo cho điểm đi giám khảo. Nên này, cái này ăn rất ngon này. Chả cá này thơm ngon, ăn rất là giòn. Vừa dai vừa giòn. Đậm đà luôn đúng không giám khảo? Cái này dầu canxi nữa. Không nhận tôi chế biến được một điểm về chỗ. Tội nó leo. Bị trừ đi 6 điểm. Đáng nhẽ cho 7 điểm đấy. 7 điểm? Gì mà có 7 điểm? 7 điểm trừ 6 điểm. Còn 1 điểm về chỗ. Tại sao lại trừ 6 điểm? Cái tội loi nhoi. Không có nhân phẩm của một người đầu bếp. Còn món này thì được 8 điểm. Không, cái này phải trừ điểm. Hồi lúc nãy lấy nguyên liệu, bà này chơi gian. Món này rất đậm vị. À, trừ thêm 1 điểm nữa. Tại cái tội lấy nguyên liệu chơi gian. Còn không điểm về chỗ. Món chả cá chiên thì được 8 điểm. Tại vì ăn rất đậm đà. Nhưng mà tại sao không có 8 điểm? Tại vì quy trình làm sai. Người ta dầu sôi mới cho chả cá vào. Vậy thì phải cho 1 điểm chứ. Chấm điểm là việc của tôi. Món này trông có vẻ không ngon mắt, nhưng mà thực ra ăn rất ngon. Lại còn đậm đà hương vị Hàn Quốc nữa. Cho nên là tôi sẽ chấm cho món này được 9 điểm. Và mặc dù không có ai được điểm tuyệt đối, nhưng mà hôm nay chúng ta cũng đã tìm ra được vua đầu bếp đích thực, người sẽ kế vị tôi, kế nhiệm tôi. Đó chính là bạn Linh Linh Tinh. Và bây giờ thì sẽ là lễ trao vương miện cho Linh Linh Tinh. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, vương miện ngày hôm nay sẽ thuộc về thí sinh Linh Linh Tinh. Ta-da! Chúc mừng bạn. Bạn là người xứng đáng giành được giải thưởng vua đầu bếp siêu vũ trụ.